Em đem xe qua cho anh Tiến thử nè. Em ê, khoan, cái xe này không có coi liền được. Em sao vậy? Em không có được coi liền, em phải ngồi em cảm nhận trước. Em cảm ủa, mua xe em không cho coi hả? Xíu nữa coi, giờ em ngồi em cảm nhận trước. Đó, được rồi, đó. Em đừng có nhìn thấy cái xe, em phải cảm nhận trước. Rồi nè, thấy nước sơn đã không? Đó, nước sơn thì cũng đã. Như những nước sơn khác luôn mà. Vô ngồi đi. Cái xe này là em phải ngồi em cảm nhận trước để anh đeo xe cho em. Rồi, tiếp theo rồi ha. Giờ anh sẽ chở em đi ha, chở em đi. Chở em đi xong rồi em mới biết là cái xe này nó ngon thế nào. Bỏ cái ghế em sẽ cả xích vô để coi thử nó có hợp với con bé ở nhà hay không nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ xuất phát trên xe của mình bây giờ á vợ. Ngoài anh với em ra thì còn có bạn Bảo tài xế với lại bạn quay phim nữa. Đó thì sẽ lấy cảm nhận của mọi người luôn. Em có thể rờ xung quanh để coi là cái xe này nó có ngon hay không. Nó là da hả anh? Nó là da đó. Mướt không? Cũng được. Mướt như mẹt không? Ờ chắc không rồi đó. Cái này mẹt hả anh? Không. Êm không em? Cũng êm. Êm đúng không? Cũng êm. Con này kiến nè. Đúng rồi. Không quan trọng bây giờ em thấy êm không? Êm. Rồi nha. Cảm nhận đầu tiên là khá êm. Êm đúng không? Nghe ở ngoài thấy có ồn không? Cách âm cũng được, cũng chung là có tiếng gầm xe. Đúng rồi. Rồi mới lạnh máy không em? Lạnh máy không? À, xe nhiêu vậy anh? Thiệt xíu nữa nói giá, giờ có thấy máy không? Không, nói giá không biết em lạnh mát không? Tỷ. Cũng được thôi. Tỷ. Tỷ hả? Rờ tiếp đi em, rờ thôi. Ghế cũng mềm á. Ghế mềm đúng không? Cái da đàng hoàng, không có nỉ nha. À, cái da đàng hoàng. Thấy ôm ôm người không? Cũng tạm. Nè. Rờ cái vô lăng nè. Đó, đã không? Có đã không? À, cũng bình thường thôi mà. Như những cái vô lăng khác á. Đó, thể thao mà. Thấy nút nhiều không? Ừ, cũng nhiều nút nè, đó. Rờ cần số nè. Đó, thấy cần số đẹp không? Rờ thấy cảm giác đã không? Không. Cần số cảm giác không đã hả? Ừ, cần số nó cũng thường thôi. Nói chung là không có gì đặc biệt. Nói khúc này. Ồ, ok. Nói chung là thấy êm đúng không? Ừ, nói chung là cảm nhận ban đầu thì xe chạy cũng êm. Êm. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua một cái ổ gà mà hàng ngày mình đi. Ở trong đường Ngô Tất Tố thì có một kèn lớn luôn á. Nghe tiếng kèn thấy lớn không? Ừ, kèn lớn như kèn xe tải vậy đó. Ừ. Nè đó, vô đường nó tối thấy êm không? À. Đó, cái đường này bình thường là đi chiếc Porsche là nó dằn tới nóc luôn á, mà đi xe này thấy êm không? Cũng êm, hơi chao đảo một chút nhưng mà êm. Chao đảo cho anh. À vậy hả? Mới rồi. Xe mới. À ok. Êm, nói chung là êm. Rồi, ok, êm là được rồi. Nếu dưới 1 tỷ thì vậy cũng tạm được đó, cũng êm. Nó cũng không có dưới 1 tỷ nhiều lắm đâu. Ở dưới có vài chục triệu à. Đó thì anh định kêu mua chiếc này tại vì nó chơi. Về chở con nó. Có màn hình không anh? Có cái màn hình, em đang đụng vô màn hình đó. À vậy hả? Màn hình này có touch screen không anh? Có. Hay bấm nút anh? Có cảm ứng. Có cảm ứng đàng hoàng. Dạ. Xịn quá ha. Xịn. Xe chắc xịn ha. Em có đoán ra được là hãng gì không? À vậy thì không. Thì xe nào cũng giống nhau mà da thì cũng tương đương với những xe khác thôi. Trời, em ngồi thấy thoải mái không? Rồi chỗ để chân rộng không? Dạ được, thẳng chân. Ê, ngồi sao ngồi thoải mái không em? Thoải mái anh. Thoải mái đúng không? Em thoải mái mà Bảo mặt có biết sao. Bảo, ngồi thấy sao em? Thoải mái anh ơi, dưới cái ghế em bé. Ồ, dưới cái ghế em bé hả? Ủa, có bỏ ghế em bé lên không? Có.
tức là cái chỗ room left đó, room left đó, tức là cái chỗ khoảng để chân á, thì chỗ của em thì thấy ok đúng không? Chỗ em thấy rộng rãi nè, em rộng thấy rộng rãi nè. Dạ, chỗ của Toàn thấy như sao, rộng luôn hả hay là chỗ em dư anh? Dư luôn hả? Dư gần gang tay á. Rồi chỗ của Bảo thì dư luôn đúng không? Chỗ để chân dư luôn đúng không? Đó, thấy chưa, anh nói rồi, cái xe này mua là hợp lý, tại vì rộng rãi. Đi hôm bữa đi chiếc Macan đi miền Tây phê quá. Nè, cái ổ gà ngay trước đường Trần Quang Long nè. Đó, bình thường đi qua bọc chơi là phải rất là chậm nè, em thấy sao? Êm. Êm đúng không? Cảm nhận là êm ái. Êm, cảm nhận là rất êm. Ừ, êm như Camry á. Ừ, ok. Nhưng mà em có thấy tiếng ồn gầm không? Dạ có, nãy em nói từ đầu rồi mà. Em thấy nó cách âm gầm vang lên hơi nhiều. Ờ, ok. Nóc cũng rộng ha, xe mấy chỗ anh hả? 7 chỗ hả? Xe... giống như xe van vậy? 5 chỗ. À, SUV 5, hả? 5 chỗ thôi. Cái hãng xe này... xe Nhật. Chứ không phải... Ê, xe Nhật được á anh, xe Nhật được chứ. Được, như Honda, CR-V chẳng hạn hả, được không? Không, này không phải CR-V. Ủa vậy hả? Không phải CR-V. Sao em thấy CR-V được? Tại CR-V rộng rãi, thoáng mát, rộng rãi, đẹp. Nói chung là giá tiền ổn định nữa. Em thích CR-V. Em thích CR-V hả? Ừ. CX-5 thích không? Mazda cũng được. À. Nói chung là bền bỉ đó. Ok. Em biết giá tiền hợp lý. Em biết hãng Subaru không? Dạ biết. À, mấy cái hãng đó Bắc Mỹ nó xài nhiều lắm anh. Ồ vậy hả, Bắc Mỹ xài nhiều hả? Bắc Mỹ xài nhiều lắm. Tại vì sao qua bên đó xài nhiều ta? Ủa anh không biết hả, Subaru chuyên về bốn bánh thì nó vẫn động, vận động. Nói chung á là nói chung là xe đi tuyết anh ơi, nói chung là xe cũng thuộc dạng cày đường trường, xe đi tuyết thì đúng Bắc rồi, Mỹ nó xài rồi. Nhiều. Ở Bắc Mỹ người ta xài cái xe này nhiều là tại vì nó có vận động bốn bánh AWD để đi đường tuyết nó được an toàn hơn, cho nên người bên đó người ta hay chọn đi Subaru lắm. Ừ. Ủa nhưng mà này Việt Nam nha. Thì Việt Nam thì nó cũng có cái ngon, ví dụ đi đèo, đi cua, đi đường mưa nó cũng ngon mà. Ủa đèo cua đi hoài hả? Thì lâu lâu đi thì nó cũng ngon. Thôi nói chung bây là bây giờ em đoán được cái xe gì chưa? À dạ chưa, nhưng hy vọng không phải Subaru nha. Ủa sao hy vọng phải Subaru? Thôi không có thích. Nhưng để coi sao. Thôi mở bịt mắt ra đi. Mắt ra ha. Mở ra đi. Ôi khỏe quá. Subaru Forester 2.0 phiên bản nhập Thái, giá dưới 1 tỷ. Ở trong thì cũng được. Chung là cũng dưới 1 tỷ thì chấp nhận được á. Êm đúng không? Ừ, quan trọng là mình đang cần là cái xe cho cả nhà đi êm mà. Nói chung lại chạy nãy giờ thấy em ru à? Em ru chỉ có ồn gầm thôi, nhưng mà riêng về cái độ êm ái thì rất là êm. Đó. Thì em nói là bây giờ mua cái xe nào đó êm để chở mở mở đi để khỏi bị giằng xóc như chiếc Macan. Thì thực ra thì nếu mà êm thì cũng có nhiều sự lựa chọn lắm anh. Đúng không? Đúng rồi. Êm thì cũng có nhiều sự lựa chọn. Bây giờ cho em chạy thử được không? Ok. Nhiều khi em cũng phải tự cảm nhận, em chở con em mà. Ok, em chạy thử nha. Dạ. À, xích đeo, xích đeo, xích đeo. Xe xịn nè, có bán xích đeo luôn. Một phút nha. Sao rung dữ vậy em? Tại xe mới quá chưa quen. Xe chạy êm nè. Lên cũng êm. Em thấy nó thể thao không? Thể thao thì không. Nhưng mà nói chung là gia đình thì cũng được. Tại em thấy nó khá là êm. Nãy giờ chỉ có chấm nhất là điểm êm thôi đó. Để tí ra coi nội thất thì sao ha. Ngoại thất chứ. Nội thất em thấy sao? CR-V đẹp hơn. Thôi nhưng mà này do mỗi người mỗi như cách nhìn. Thì cũng đúng. Em thấy chạy cũng được, tay lái cũng ok nè. Vô lăng nhảy ha. Vô lăng nhảy, ga cũng dọn. Quan trọng là khá êm. Lên ga thử nha. Thế là hết đường rồi nha. Tăng tốc cũng được hả?
ok đúng không? Ok. Ấy vậy em thấy cũng được á Tiết. Được hả? Ừ. Em ra em coi cái ngoại thất, cái coi em quyết định nha. Nhiều khi cái yếu tố quan trọng cũng là mua xe thì cũng phải là đẹp. Hay là mình mua nhưng mà mình không cần coi người trước mà. Thôi cha nội, ở đâu vậy? Ở đâu ra vậy? Lấy vợ mà không nhìn mặt chịu không? Subaru hả? Thấy sao? Sao xấu dữ vậy anh? Trời ơi anh ơi, nghĩ sao mua chiếc này vậy? Cái này chưa trả tiền thiết kế làm đuôi hả? Cũng cái đuôi cũng được mà. Xe này nhiêu nói lại coi? Gần tỷ. Trời, 1 tỷ có nhiều sự lựa chọn lắm. 1 tỷ gì mà xấu dữ vậy? 1 tỷ cũng phải đẹp chứ. Ra coi lại cái đầu xe đi, anh thấy cái đầu xe ok, cái đầu xe ok mà. Anh thấy không? Em cái đầu coi lại cái coi. Cái đầu rất là đẹp luôn, rất là nam tính luôn. Trời ơi, đẹp chỗ nào không nội. Trời ơi, 1 tỷ lận đó. 1 tỷ thì ngoài vận hành, ngoài êm ái ra nó cũng phải thẩm mỹ một chút chứ. Sao vậy? Thì cái này xe là... này hả? Nó... thôi không có mua đâu anh ơi, thôi thôi bỏ đi. Không được. 1 tỷ mình có rất nhiều sự lựa chọn nha. Cái này rất xấu, ok? Dẹp đi. Chia tay. Chia tay nha. Kế hoạch đã bị bại lộ. Kế hoạch đã bị bại lộ, đó là mình định dụ mua xe cho Si, nhưng mà thực ra là mua xe cho mình. Nhưng mà có vẻ như cái sự êm ái không đủ để kéo quay ở lại với chiếc Subaru Forester. Wow. Bây giờ phải qua xem tiếp Honda CR-V và Mazda CX-5 coi thử là có xe nào cô ấy lựa chọn hay không. Thực ra thì rõ ràng là đúng là khi mà để cô ấy đứng kế bên cái xe này thì trông nó không có liên quan cho lắm. Chúng ta sẽ chờ đợi clip tiếp theo dẫn vợ đi mua CR-V nhé.